Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe địa hình Czech 3 series 3900 được trang bị bộ đề Asura, đặt đĩa Shimano. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Toàn bộ phần khung chiếc xe thì được làm từ nhôm, lớp sơn nguyên bản rất là đẹp với màu đen xanh rất là bắt mắt. Toàn bộ phần khung thì còn rất là đẹp, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc, tất cả đồ còn nguyên vốn chơi gư. Đây là Shimano phanh dầu Vectro. Bánh Bonchager AT650. Bánh 26 inch. Đề sau Asura, đặt đĩa Shimano, 8 nít. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết, đánh giá chuyển động cũng như là đo size để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên chọn xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác hỏi là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa cổng yên đến tâm cổ phốt 54 cm. Thì chiếc xe này có size khá là nhỏ, thì sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m57-1m58 đến khoảng 1m70 đi được phù hợp. Có giá bán bên em là 7,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo cho mình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới về những chiếc xe khác của em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.